là nghe mình nha mọi người, rất là rẻ luôn, có 50.000 một ký thôi. Anh em mình nó thích ăn tôm, mua cho nó nửa ký tôm luôn, tươi luôn nha mọi người. Có mua thêm mấy con hào để bồi bổ chất rỉ nữa nha. Bắt đầu rửa nha mọi người. Mình mới vừa mượn cái xô này của em này nha mọi người. Chiên quy nướng nha. Thì giờ em mình chỉ gỡ hũ ra để anh em ướp nha. Giờ cái này dưới xanh thế đúng không? À, đổ vô. Rồi lấy hũ luôn hả? Đổ hết luôn, đổ hết. Trong cái cả cây ăn cho nó ngon. Dân giả cho nên mình xài tay luôn nha mọi người. Quên đem cái tô. Mình rửa sạch tay rồi nha. Giờ hai anh em mình bắt đầu xiên quy bỏ lên là nướng. Xiên gì không mọi người? Xiên thì không? Thì đây là cái tôm đầu tiên để đã lên lò. Rút một lần hai con được hả? À, xiên là hai. Tiết kiệm cái quy. Chỉ thử thưởng thức một con đầu tiên mới ra lò nha mọi người. Wow, nóng quá. Đang làm nước mắm chanh nè. Anh em mình đang làm nước mắm chanh cho mình ăn thử nè mọi người. Cái này là gọi là muối chanh chứ không phải là mắm chanh. Yeah. Muối ớt chanh mà. Để mình nó sụn lên. Để mình húp miếng nước nha mọi người. Ngọt mà hơi nóng. Giờ mình sẽ ăn nha mọi người. Wow, nóng hổi luôn nha mọi người. Đang cái đít không? Còn chấm vô nè, sấy đều nè, dở lên này. Nhìn nóng ăn mà mình thèm đấy bạn ạ. Ngon quá mọi người. Một con rồi chứ. Giờ mình cũng làm con nha bạn. Mời các bạn nha. Con này nó rất khó nè. Không nè. Ăn con nè. Tất cả mọi người nha, rất là ngon luôn mọi người. Wow, thật là mát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bắt đầu nướng mấy con tôm này nha mọi người. Đến mình sẽ nướng cái món tôm nha mọi người. Đây, tôm này rất là mau chín, mới bỏ lên cái đã chín rồi nè. Tôm này người dân mới đánh từ biển mới vừa lên, anh em mình mua luôn nha mọi người. Ở trên đây có một cái cô bán hải sản rất là rẻ luôn, mấy cái đống này bao nhiêu tiền luôn rồi. Ai mà muốn ăn hải sản thì ra Tiến Thành mua nha, rất là rẻ luôn. Tươi nữa. Tôm này nó mau chín rồi, chuyển luôn đi chứ nóng quá. Giờ mình sẽ thưởng thức con tôm mời mọi người dùng nha. Chấm nước chấm thần thánh của đứa em mình làm nha. Ngọt lắm mọi người, tôm ngọt lắm, ăn nguyên vỏ rất là nhiều canxi nha. Mấy bạn gái mà ăn tôm thì hãy nên ăn luôn vỏ chứ đừng có bỏ vỏ. Mời tất cả mọi người nha. Tôm rất là tươi, rất là ngọt luôn mọi người. Mời mọi người nha. Đây là ốc hồi nãy nè mọi người. Ốc thì mình nướng lên nè, nó rất là giòn luôn, ăn nó rất là ngon mọi người. Cái ốc thì ốc tươi mà. Tối mà ăn hải sản thì vui, ngon, kỳ luôn mọi người. Đấu chín luôn nha, trước nãy giờ mà nó chưa bung cái vỏ hoài này ra luôn, chắc lắm nữa mình phải dùng bạo lực nó mới ra. Đây có một em hào nó đã mở miệng ra rồi nha. Wow, hào sữa ú nu luôn nha mọi người. Bỏ cho nó vô đây, bỏ đây nướng con này cứng đầu á, cho nó ra gì đây. Mở rồi, để mình dùng mở đây con thứ hai nha, đây đây nha mọi người, đây kiếm mở đây, đây là cái hũ mình mở nãy mình bỏ ra, mình lấy cái chén để làm chấm mọi người, phải đem theo có một cái à. Đây, bỏ hành. Nóng quá mọi người. Đó, bỏ lên vậy đấy, nó xèo 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 rất là ngon rồi. Đây con thứ ba nha. Mình cho hành vô. Rất là hấp dẫn luôn mấy bạn. Ngồi mà nướng hải sản ăn ngồi chơi rất là thích luôn. Chín hết rồi. Wow.
thì giờ mình sẽ tái chanh con hào này ăn cho nó bổ luôn nha mọi người. Wow, giận không? Ui. Mời mọi người nha. Chào, cảm giác lúc ấy xin là chào. Nó ngon, nó béo, nó ngon cực kỳ. Mà không biết ngày mai nó sẽ ra sao. Thì anh em mình kết thúc video tại đây nha. Này nếu ai thương mình thì hãy để một like và một đăng ký kênh cho mình nha. Xin cảm ơn mọi người đã xem video đến giờ phút này. Xin chào tạm biệt mọi người.